Vâng, xin chào. Chúng ta tiếp tục trong cái video hướng dẫn các anh chị thao tác và nhắm chọn quảng cáo ở trên Facebook bằng cái phiên bản là mobile. Tức là chúng ta sẽ thao tác bằng điện thoại di động. Trên màn hình đây thì chúng ta đang nhìn thấy rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục video bài học tiếp theo, là cái bài học nối tiếp của cái phần trước đó, bởi vì tôi chưa giảng xong, nó khá là kỹ đúng không? Sau khi chúng ta chọn được audience, tức là đối tượng xăm, bao gồm là nhắm chọn các cái vấn đề về sở thích, hành vi, những người like page hay là không like page, họ như thế nào, thì chúng ta chọn như vậy xong rồi. Đấy, thì bây giờ chúng ta có thể làm đến cái phần tiếp theo. Chúng ta sẽ chọn sang phần đối tượng liên quan đến tuổi tác, liên quan đến tuổi tác. Thì các bạn có thể chọn tuổi thấp nhất và tuổi cao nhất bằng cách là kéo hai cái nút này. Đấy, và số nó sẽ chạy. Ví dụ như bạn bán công sở nữ thì bạn sẽ cần chọn đến đối tượng là khoảng độ 25 tuổi đến 40 tuổi là nữ ở Hà Nội hoặc là nữ các tỉnh. Đấy, tôi nói thí dụ như vậy. Thế còn bạn bán áo sơ mi nam, đúng không ạ? Thì đương nhiên bạn lại phải chọn 25 tuổi đến 40 tuổi là nam. Ok. Mà bạn bán sơ mi hàng hiệu Burberry 2 triệu, 3 triệu, thậm chí 5 triệu một chiếc áo sơ mi thì bạn phải chọn đến nam, nhưng mà tuổi phải cao hơn, khoảng độ 30 trở ra đến khoảng độ 45, đặc biệt là phải thể hiện cái thu nhập tốt đó. Thì phần giới tính, genders thì nó có ô, tức là tất cả nam và nữ, men là nam và woman là nữ, thì tùy vào sản phẩm mà chúng ta có thể chọn. Đó, thế chúng ta cần phải tối ưu tuổi tác và giới tính. Thế thì tuổi, nếu mà chúng ta có cái độ tuổi dài rộng thì chúng ta có thể chia nhỏ các độ tuổi này ra để chúng ta chạy. Nam nữ chúng ta chạy dành riêng cho nam, chạy dành riêng cho nữ thì đương nhiên rồi. Thậm chí có những chiến dịch chúng ta phải làm cho nó vui vui. Sản phẩm của nam thì mình chạy cho nữ và sản phẩm của nữ mình chọn cho nam, làm thương hiệu cho nó vui thôi. Sau khi mình chọn xong thì mình nhìn thấy cái phần công tơ mét này. Đúng không ạ? Cái phần đồng hồ công tơ mét này thể hiện là cái số lượng khách hàng tiềm năng, cái số lượng user mình có thể tiếp cận được, lên tới vài triệu. Vì sao? Bởi vì ở Việt Nam hiện nay, riêng ở Việt Nam có khoảng xấp xỉ 70 triệu tài khoản người đang sử dụng. Đó, thì và qua từng tháng nó sẽ tăng lên. Cứ vài tháng Facebook lại tăng thêm khoảng 2-3 triệu người dùng là chuyện bình thường. Rồi, đấy, chúng ta có thể đến cái phần tiếp theo là chúng ta chọn cái phần ngân sách. Và ngân sách tiếng Anh gọi là total budget. Ngân sách tức là số tiền chúng ta sẽ chi cho chiến dịch quảng cáo. Số tiền chúng ta chi thì ở đây chúng ta nhìn thấy currency, tức là loại tiền tệ, thì chúng ta nên chọn Việt Nam đồng, đúng không ạ? VND. Đây là cái đơn giá rẻ nhất, đừng chọn USD nhé. Thế thì chúng ta sẽ chọn bao nhiêu tiền ở đây, mấy trăm ngàn, 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu, phụ thuộc vào chúng ta nhắm chọn, phụ thuộc vào khả năng tài chính của chúng ta, phụ thuộc vào việc là chúng ta mới chạy hay đã chạy lâu rồi, đúng không ạ? Phụ thuộc vào biên độ lợi nhuận của sản phẩm chúng ta tốt hay không, phụ thuộc vào kinh nghiệm, phụ thuộc vào tài khoản của chúng ta có mới hay cũ. Nếu mà chúng ta tài khoản mới, chúng ta viết ngân sách cao thì chúng ta có thể bị chết tài khoản. Đấy, thì đây thì chúng ta cứ lấy ví dụ thôi. Tôi giả sử tôi đặt 1 triệu và 1 triệu 6 số 0. Đấy, thì họ sẽ cho chúng ta thấy là estimate number people who will see the boost as per day, đúng không ạ? Với khoảng 1 triệu thì chúng ta có thể sẽ kiếm được khoảng 2.000, đúng không ạ? Đây các bạn đang nhìn thấy từ 851 đến 2.400 cái người mà có thể tương tác với chúng ta trong thời gian là 10 ngày. Đấy, thì ở đây là với đơn vị tính là đơn vị cho 1 ngày. Từ đây mà. Thế bây giờ ví dụ 1 triệu cho 10 ngày thì mỗi ngày bao nhiêu tiền? Mỗi ngày 100.000, đúng không? Thế bây giờ mình muốn mỗi ngày 200.000 thì rất đơn giản, mình giảm số ngày xuống. Khi mình giảm số ngày xuống còn 5 ngày thì bắt đầu là cái số tiếp cận nó sẽ tăng lên, bởi vì mình tiếp cận nhiều hơn. Hoặc là mình tăng tiền ở đây lên, mình tăng tiền đây lên 2 triệu chẳng hạn, thì 5 ngày thì lúc này mỗi ngày 400.000 thì số này nó lại tăng tiếp. Nó tăng hay giảm là phụ thuộc vào tổng số tiền mình chạy chia cho tổng số ngày mình chạy, được chưa ạ? Thế thì lời khuyên là lúc mới các bạn nên chạy ngân sách nhỏ, 30, 50 ngàn, 100 ngàn một ngày thôi,
chạy thử nghiệm rộng rãi nó ra để nhắm chọn, để học hỏi kinh nghiệm. Rồi thì mình xác định được cái sản phẩm dịch vụ của mình sẽ xem thêm các bài học khác nữa để đánh giá về sản phẩm dịch vụ, chương trình khuyến mại, quà tặng, rồi cách viết content, cách làm hình ảnh. Sau đó thì mình bắt đầu mình nhắm chọn, mình chạy và mình thử nghiệm. Đấy, nếu mình muốn tăng số ngày lên thì mình bấm vào đây, ví dụ 8 ngày hoặc là 7 ngày trong một tuần, mình chạy thử một tuần xem sao. Đấy, 7 ngày mà 2 triệu thì tương đương còn sấp xỉ khoảng 300 nghìn một ngày đúng không, 7321 đấy. Đấy, sau đó thì chúng ta chọn đến tài khoản quảng cáo. Nếu như mà chúng ta có nhiều tài khoản quảng cáo thì chúng ta có thể chọn như thế này. Đấy, chúng ta có ít thì chúng ta sẽ chỉ có một thôi. Đấy, thì các tài khoản quảng cáo này thì chúng ta đặt và nó sẽ trừ tiền trong cái tài khoản đó. Bởi vì một người có thể sở hữu nhiều tài khoản quảng cáo. Một tài khoản quảng cáo có thể chạy cho nhiều fanpage. Đúng không ạ? Một fanpage thì có thể được sở hữu bởi nhiều người. Nó cứ thế, nó rất là lằng nhằng thì chúng ta có thể làm được. Vâng, thì như các bạn thấy đấy, đúng không? Chúng ta có thể tăng ngân sách, chúng ta có thể giảm ngân sách, chúng ta có thể tăng số ngày hoặc là giảm số ngày. Từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả ước tính mà chúng ta có thể thu được, cái số lượng tiếp cận hoặc là số lượng tương tác. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn đến cái phần là thanh phương thức thanh toán, đúng không? Nếu mà các bạn có một tài khoản và các bạn phải luôn luôn đảm bảo rằng là tài khoản này là phải có tiền và hoạt động bình thường, bởi vì nếu mà chúng ta đang chạy mà quảng cáo bị hết tiền thì nó sẽ dừng lại. Đấy, hoặc là quảng cáo bị từ chối, hoặc là quảng cáo có thể là bị không phê duyệt, vân vân. Thì do cái nội dung quảng cáo và do cái sản phẩm thì chúng ta sẽ bàn sau. Đó, ok. Thì như vậy tôi vừa hướng dẫn cho các bạn các cái thao tác cơ bản để giúp các bạn có thể tạo ra được một cái chiến dịch quảng cáo ngay ở trên fanpage của mình với cái chiếc điện thoại di động. Và tôi xin phép được hướng dẫn ở trên điện thoại di động iPhone của tôi. Vâng, tôi sẽ xin phép nói lại để kết thúc cái phần bài học liên quan đến việc thao tác các cái chiến dịch quảng cáo này. Đầu tiên là các bạn cần phải tạo bài post trên fanpage của mình. Có thể là tag ảnh, đúng không ạ? Có thể là tag ảnh link, có thể là video tag, đúng không ạ? Vân vân. Tức là các định dạng khác nhau, nhưng phổ biến nhất là mọi người thường sử dụng là từ ngữ và hình ảnh, hoặc là từ ngữ hình ảnh và đường link. Sau đó thì các bạn bắt đầu là nhắm chọn mục tiêu như là tương tác hay là tin nhắn, đúng không? Các bạn có thể sửa đổi nút kêu gọi hoặc là không sửa đổi kêu gọi. Các bạn nhắm chọn đối tượng chuyên sâu, bao gồm là những người thích trang hoặc là những người đã thích trang và bạn bè của họ, các đối tượng mà mình đã tạo ra gọi là đối tượng đã lưu, hoặc là nhắm chọn trực tiếp thông qua cái việc là targeting, là nhắm chọn mục tiêu. Trong cái phần targeting thì cũng có rất nhiều các tiêu chí mà tôi đã hướng dẫn, thì các bạn phải xem xét thêm. Sau đó thì các bạn đặt ngân sách, đúng không ạ? Và đặt ngân sách thì các bạn hết sức lưu ý. Và cuối cùng là các bạn bấm vào cái nút Boost Spot Now, hay còn gọi là nút quảng cáo bài viết ngay bây giờ. Màu xanh lá cây ở phía cuối. Màu xanh ở phía cuối đây. Ok. Thế thì sau khi mình bấm nút này xong thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì quảng cáo sẽ được đệ trình cho Facebook để phê duyệt. Và quảng cáo của các bạn có thể sẽ được phê duyệt ngay, hoặc có thể sẽ được phê duyệt trong thời gian từ một vài phút cho đến một vài tiếng, thậm chí cả ngày chúng ta phải đợi cũng là bình thường. Thông thường nếu không có gì gọi là bất thường thì chúng ta sẽ thường được phê duyệt ngay trong thời gian rất ngắn. Còn nếu có thời gian cái gì bất thường thì có thể nó sẽ lên tới cả vài tiếng đồng hồ, cả ngày nó không phê duyệt. Nó chưa phê duyệt nhá. Thế thì khi nó phê duyệt thì nó sẽ có hai trạng thái. Một là đồng ý thì quảng cáo sẽ được chạy. Và hai là không phê duyệt, từ chối thì quảng cáo sẽ không được chạy. Và khi bị từ chối thì chúng ta phải làm lại. Chúng ta phải xem là nó không phê duyệt vì lý do gì. Thí dụ như hình ảnh hở nhiều da thịt, bán sản phẩm fake nhái, ngôn từ có nhiều cái vấn đề như là nhạy cảm, xốc xếch vân vân. Tôi nói thí dụ như vậy, có nhiều lý do lắm. Đó. Thế thì lúc đó thì chúng ta phải điều chỉnh, chúng ta phải chỉnh sửa, hoặc là chúng ta phải tạo ra các bài viết mới, các hình ảnh mới, chúng ta đăng lên fanpage lại, và sau đó chúng ta đặt lại các cái thao tác như tôi vừa hướng dẫn. Thế còn nếu mà quảng cáo được phê duyệt thì nó sẽ bắt đầu cắn tiền, bắt đầu chạy. Ví dụ như một ngày mình tiêu hết 200.000 thì nó sẽ cắn tiền dần dần cho đến 24 giờ làm sao nó ăn hết 200.000 của chúng ta, và nó cho phép chúng ta tiếp cận được một cái số lượng vài nghìn lượt như vậy. Sau đó thì chúng ta có thể sẽ thu được những comment, những inbox, những tương tác, và chúng ta bắt đầu là chúng ta tư vấn chat với khách hàng và chúng ta chốt đơn theo cái quy trình 9 bước mà tôi vừa dạy trong cái video bài học trước. Được chưa ạ?
Chắc chắn là các bạn hiểu hết vấn đề rồi chứ ạ? Rồi, ok. Cái video bài học này nó hơi dài một chút nhé. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì cứ liên hệ với tôi. Và hãy nhớ rằng nhắm chọn mục tiêu là một trong những cái cách thức rất là quan trọng để chúng ta có thể có được một cái chiến dịch quảng cáo hiệu suất, có được cái đơn hàng tốt. Nhưng nó không phải là tất cả, bởi vì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố khác nữa mà tôi sẽ phân tích cho các bạn trong các video bài học khác. Rồi, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn, những người học viên, những người bạn, những chủ doanh nghiệp hoặc là những mẹ bỉm sữa đã học cái bài học này và cho phép tôi được hướng dẫn ở trên điện thoại di động như thế này. Rất là thú vị đúng không ạ? Cảm ơn các bạn và xin chúc cho các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.